Chào mừng các bạn trở lại với kênh AO4 của Clement, và đây là trận đấu đầu tiên giữa Barbie và Bit trong khuôn khổ vòng 1-4 giải Golden League mùa 2 vòng 3. Trong trận đấu này thì Bit cầm cho mình đó là con Đức. Bit cầm Đức. Ở phía bên kia thì Barbie cầm cho mình con Malian. Lối chơi Malian của game thủ Barbie là một cái điều gì đó mà ngoài khả năng học hỏi của anh em nha. Lối chơi con Malian của game thủ Barbie thì thường chỉ một mình đi chơi thôi. Rất ít người chơi theo cái kiểu của game thủ Barbie khi cầm cho mình con Malian. Là một bài mà chơi scout ở thời điểm đầu oánh và lộng hành ở nhà đối phương, sau đó là đi cấp hưu. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong trận đấu này thì liệu rằng Barbie có lấy trộm được hưu ở nhà của Bit hay không. Chúng ta hãy cùng chờ nha. Nhìn qua bầy hưu đầu, đây là bầy hưu đầu tiên của Bit, đây là bầy hưu thứ hai của Bit. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong trận đấu này thì Bi ăn trộm được cái gì. Vâng, scout của Bi đã bắt đầu di chuyển ra khu vực góc 6 giờ, nơi có cho mình một bầy hươu và thêm hai con cừu nữa. Không biết rằng Bi có nhìn thấy hai con cừu này không đây. Liệu rằng có tìm được hai con cừu không? Cứu! Bi ơi! Cứu! Cứu! Ây giời! Đấy, đấy, úi xục! Tôi tưởng Bi quay đầu nhưng không, anh ta vẫn nhìn thấy hai con cừu này và quay lại liếm luôn. Lượng cừu của Bi lấy được ở trong trận đấu này đang là khá nhiều. Bi có cho mình là 15 con cừu rồi, trong khi đó Bit thì sao? Trong khi đó Bit lượng cừu của anh ta đang là 7 con và ít hơn đối phương là khá nhiều đấy nha. Bit bây giờ cũng đang bắt đầu di chuyển con scout của mình xuống khu vực góc 6 giờ. Nhưng ở nơi đây thì Bi đã là người đi lướt qua rồi. Vậy lượng cừu trong trận đấu này của Bit nếu như không có gì thay đổi thì sẽ ít hơn so với game thủ Barbie là rất nhiều anh em ạ. Và Bi đang cố gắng dò cho mình cái map thật kỹ. Anh ta lấy được gần như rất nhiều cừu ở nhà đối phương rồi. Vâng, có con scout thứ hai đến từ vị trí của game thủ Barbie ở đây anh em ạ. Hai scout luôn. Một con scout thì anh ta dò ở khu vực góc 12 giờ lộn về cái nhà chính của mình. Một con scout thì anh ta lao thẳng xuống khu vực góc 6 giờ ở nhà Bit. Và đây chính là lý do vì sao trong trận đấu này Bi lấy được cho mình nhiều cừu đến như vậy. Lượng cừu của game thủ Barbie đây là 18 con cừu nha. Trong khi đó lượng cừu của Bit là 6 con. Số lượng cừu của Bit là quá ít so với quy định. Bit thì sao? Và đang có ý đồ bung cái nhà chính thứ hai. Anh ta muốn ra một cái nhà chính thứ hai để giữ được cho mình một bầy hươu, tránh tình trạng và bị Barbie liếm mất của mình một bầy hươu. Đây là một bài đấu mà anh ta đưa con giáo sĩ của mình ra đứng ở khu vực bãi vàng để có thể khiến cho tốc độ lên nhà chính thứ hai của mình rất sớm ở trong trận đấu này. Vâng, chúng ta hãy cùng xem Bit sẽ đóng cho mình cái nhà chính thứ hai ở đâu. Ở đây chăng? Ở đây có một bầy hươu khu vực góc 6 giờ. Hoặc ở đây chắc chắn là đóng nhà chính thứ hai ở một trong hai bầy hươu này rồi. Vì đối đầu với con Malian của Bi, một cái bài Malian của Bi thì anh em cũng biết rồi. Vâng, đến khán giả thì chúng ta còn biết lối chơi con Malian trong tay game thủ Barbie. Đó là một bài đấu mà anh ta lên cho mình con chiến binh do thám, sau đó là đi trộm hươu ở nhà đối phương để có cho mình một nguồn lực cực kỳ khỏe, tổ chức chơi cho mình những đơn vị sofa. Vâng, sofa kẹp với cả cung thủ. Đấy là một cái bài mà game thủ Barbie thường chơi khi cầm cho mình con Malian. Về lên trong trận đấu này thì Bit cũng có ý đồ là ra cho mình cái nhà chính thứ hai để giữ được một bầy hươu. Tuy nhiên ở trong trận đấu này cái bất lợi đầu tiên của Bit đó là anh ta chơi một scout và cái lượng cừu anh ta lấy được ở trong trận đấu này là cực kỳ ít nha. Chỉ có được cho mình khoảng tầm 6-7 con cừu thôi. Quá ít so với cả tiêu chuẩn của một con nước, đó là khoảng tầm 10 con cừu trở lên thì con nước nó mới khỏe. Chứ còn 6-7 con cừu thì yếu rất bùng tơi. Nhà Nguyễn A Chen được Bit xây ở gần khu vực bãi gỗ của mình. Vâng, nhét luôn con học giả của mình vào bên trong. Bi cũng đã là người lên đời. Sau khi lên đời xong, Bi để lại cho mình vâng 5 con dân khai thác thực nha. Để lại 5 dân khai thác thực, còn tập trung vào cái việc đó là ăn gỗ để ra cho mình một cái trại ốm gỗ ở đây. Xây cho mình một cái chuồng ngựa, tiếp tục xin cho mình những con scout mới và nâng cấp con scout của mình trở thành chiến binh do thám. Và tiếp theo nữa là anh đã xây cho mình một cái nhà xây lương để có thể nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp giúp những con scout của mình có thể gấp hưu. Vâng, đang bắt đầu đưa scout của mình lên nhà của Bit. Ở đây thì bây giờ Bit cũng đã thu thập đủ đá rồi. Bây giờ anh ta đang bắt đầu dồn dân của mình về khai thác gỗ. Dồn dân về khai thác gỗ để có được cho mình 400 gỗ. Vâng, 400 đá đã có nên Bit còn lấy thêm cho mình thêm 50 đá để sẵn sàng mình uống lâng tròn. Vâng, trước khi ra được cái nhà chính thứ hai, Bit xây cho mình một cái nhà lính. Sau đó hộ tống những con dân của mình đi đóng nhà chính thứ hai. Vâng, nhà chính thứ hai vậy khả năng cao Bit sẽ đóng nhà chính thứ hai ở đây rồi. Khi anh ta đã ra một cái nhà lính ở đây rồi thì không có lý do gì mà anh ta lại di chuyển dân xuống khu vực tiếp góc 6 giờ để đóng nhà chính cả.
đóng nhà chính trước cửa nhà đối phương. Còn ở phía bên này sao? Bây giờ anh ta mới bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. Và vẫn tiếp tục xin cho mình những con scout. Lấy scout để đánh nhau với cả lính giáo. Và bắt đầu lao vào nhà quấy rối khu vực bay gỗ. Quấy rối để cho Bit mất tay ở trong tình huống này. Và lính giáo đã có. Bi đang có cho mình là 4 con scout đang bắt đầu chuẩn bị quay bắt turn đầu tiên vào turn này. Và một con giáo liệu rằng có thủ thành công được số lượng scout đến từ vị trí của Bi hay không? À, của Bi hay không? Và Bi đang cố gắng điều ăn được con dân nào hay không đây? Khả năng cao là ăn được một con dân anh em ạ. Khả năng cao không chết scout. Vâng, con scout của Bi đỏ tiết trong tình huống này. Ăn được một con dân của đối phương và mất hai con scout không quá lời đến từ vị trí của game thủ Bademy nha. Bây giờ thì hai con lính giáo của Bit đã có rồi, đã có cho mình con giáo thứ ba. Và công nghệ lính do thám chuyên nghiệp chưa nâng cấp xong, anh ta chưa thể gắp hươu ở trong tình huống này được. Và lách qua con giáo để lao vào chém dân. Đang cố gắng sử dụng những cái giọt máu còn đầy đến từ vị trí của con scout này. Và ăn được con dân nữa rồi, tuần này ăn được một con dân nữa của Bit làm xuống. Tuần vừa rồi anh ta mất hai scout rồi, tuần này thì sao? Vẫn đang cố gắng chém chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Và mất tiếp một con scout nữa đến từ vị trí của game thủ Barbie. Bây giờ lượng scout của anh ta có là 5 con. Ăn được 2 dân của đối phương, mất đi cho mình là 3 con scout. Bây giờ thì 4 con giáo đang đứng tụ đây rồi. Vâng, mất lại vào để thiêu. Ăn bằng được thêm một con dân. Vâng, thêm một con dân nữa và tẩu thoát quất ngựa truy phong. Thành công giết 3 con dân của Bit. Và mất 3 con scout. Tên này tôi nghĩ rằng đi lời. Vâng, đi là người có lời anh em ạ. Đối phương là một bài đấu 2 nhà chính. Bi tổ chức giết được những con dân đầu tiên. Vậy là còn lâu nữa thì game thủ Bit mới có thể có một bài kinh tế quá khỏe được. Và Bit đang bắt đầu phải rào ra cho mình một lớp rào gỗ để bảo vệ khu vực bên trong của mình. Xây cho mình một cái chòi cây, ý đồ lên thẳng 3. Và với việc đóng cho mình một cái chòi cây như này thì anh ta muốn đảm bảo được rằng những con dân ăn vàng của anh ta được an toàn. Và sẽ là một bài đấu mà Bit ra thêm ruộng. Mới có một cái nhà lính này, liệu rằng có thủ được Bi hay không? Lượng scout của Bi bây giờ đang là 9 con, vẫn tiếp tục lao vào. Vâng, gấp hươu ở nhà đối phương, 3 con hươu đã được Bi lấy trộm ở khu vực nhà chính của Bit rồi. Vâng, mang vứt ra bên ngoài. Vâng, rất khốn nạn đến từ vị trí của game thủ Bali. Tiếp tục là lao vào. Vâng, lao vào vứt ra bên ngoài, chốc cổ chức lấy cốc sau. Đây là một tình huống mà trộm 2 lần anh em ạ. Lần đầu tiên là lấy vứt ra bên ngoài để không cho đối phương khai thác được con hươu đó. Sau đó là nhân lúc đánh nhau thì lại lao vào trộm tiếp. Vâng, nhân lúc đánh nhau thì sẽ lao vào gắp những con hươu ở gần nhà của mình về. Nhưng bây giờ thì lượng giáo của Bit đang khá đông ở đây và khả năng cao là Bi sẽ không dám lao vào nữa rồi. Không dám lao vào. Và có 7 hươu, có 7 con thì có 2 con bị lém ra khu vực bên ngoài rồi anh em ạ. Bi vẫn tiếp tục là đứng cao rất nhiều ở đây. Vâng, gắp những con hươu ở khu vực góc 6 giờ về. Ăn trộm thêm một 7 hươu ở khu vực góc 6 giờ. Ở nhà của mình thì sao? Ở nhà của mình Bi đã bắt đầu xây cho mình 2 cái trường bắn để chống lại những đơn vị lính giáo đến từ Bit. Bit đang có cho là mình 7 con giáo, chưa sao có chuồng ngựa. Bit vẫn chưa có chuồng ngựa nha. Đang bắt đầu vẽ cho mình những cái ruộng ở gần khu vực cái nhà Nguyễn A Chen đến từ vị trí của Bit. Và từ này ở đây còn 1, 2, 3, 4, 5 con hươu nữa. Bi vẫn đang chờ trâu trực ở bên ngoài. Chớm xảy ra cái là lao vào ăn cắp ngay. Kẻ cắp gặp bà già rồi anh em ạ. Bit mặc dù cũng rất là thông minh khi anh ta quyết định là lên cho mình cái nhà chính thứ hai để bảo vệ, để bắt bài cái lối chơi của game thủ Bi. Nhưng mà biết là một chuyện, còn khắc chế Bi lại là một chuyện khác. Bi nó vẫn đang rất húng liều anh em ạ. Vâng, gấp thành công một bầy hươu khu vực góc 6 giờ rồi. Lao con scout của mình vào khu vực bãi vàng của đối phương. Nhưng Bit đã nâng cấp cho mình công nghệ lỗ châu mai ở trong cái chòi canh này rồi. Bây giờ thì không thể lao vào được. Đang bắt đầu tổ chức giết scout của đối phương. Tốc độ di chuyển thì bao nhiêu? Tốc độ di chuyển của con scout đó là 2,88 ô phạm vi. Con này là bao nhiêu? 2.0. Vậy là con scout của con Marian này sau khi nâng cấp lên thành chiến binh do thám thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn khoảng tầm 10% so với cả con scout của 15% so với con scout của đối phương. Một con scout bình thường. Bit có một nhà lính rồi. Vâng, bây giờ thì anh ta muốn gia cố cái lớp khu vực sông mông nhà mình, đảm bảo được cái rằng anh ta lên ba không bị đối phương quấy rối. Bit lựa chọn phương án nhảy ba. Bi ra cho mình khá nhiều cung thủ đứng ở nhà, tiếp tục cắp thêm cho mình một bầy hươu nữa ở nhà. Anh ta để lại cho mình là 6 con dân khai thác gỗ, còn tập trung 22 con dân vào việc đó là khai thác hươu anh em ạ. Lương thực của anh ta dồn lên cực kỳ khủng khiếp. Cái
cụ thiêng thứ hai, vâng, đã có được cho mình cái hầm mỏ thứ hai đến từ vị trí của Bit rồi, hai hầm mỏ rồi, đang bắt đầu bổ sung thêm dân vàng 590 thực. Vàng đã đủ đến từ Bit, à từ Bi, Bi đã đủ vàng để lên 3 rồi, nhưng thực anh ta chưa dồn kịp. Trong khi đó ở phía bên này, Bit đang có cho mình 1.200 thực và 479 vàng, gần đủ vàng để Bit có thể lên 3 rồi. Lên 3 thì Bit đang có được cho mình khoảng tầm 6-7 cây thuốc ở nhà chính của mình, đang đứng khá nhiều dãm ở đây. Cái nhà chính thứ hai của anh ta nằm ở khu vực chơ vơ, không dám xây bất kỳ một cái gì xung quanh cái nhà chính thứ hai này, và lên đời bằng nhà thờ Relic. Bit đang bắt đầu đưa dân của mình trở về nhà chính của mình, xây cho mình một cái nhà thờ Relic. Trong khi đó Bi vẫn đang đứng những con scout của mình xung quanh nhà đối phương. Vâng, đứng những con scout xung quanh nhà của Bit để xem rằng Bit chuẩn bị mang con giáo sĩ của mình ra khu vực nào để nhặt thánh tích đây. Có một cái thánh tích ở đây, cái thánh tích thứ hai ở đây, cái thánh tích thứ ba ở đây. Đấy là ba thánh tích mà Bit có thể là đưa giáo sĩ của mình ra lấy ở thời điểm anh ta vừa nhảy ba. Bi đang bắt đầu đưa cung của mình đi đâu đây? Vâng, tóm cái đống linh giáo của Bit đang lang thang ở đây anh em ạ. Bit đưa linh giáo của mình ra để bắt cái đống scout đi gấp lâu đến từ vị trí của game thủ 3 đi, nhưng kẻ cắp thì gặp bà già. Vâng, Bi đưa cung của mình ra tóm sống cái đống này. Bit chuẩn bị lên 3 rồi. Vâng, tăng thêm cho mình một cái nhà lính, xây thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa để hộ tống con giáo sĩ của mình đi nhặt thánh tích. Mà cái tên này linh giáo của anh ta không có để hộ tống. Đang bắt đầu di chuyển con giáo sĩ của mình ra nhặt thánh tích đến từ vị trí của Bit. Mục tiêu đó chính là cái thánh tích gần nhà nhất có thể. Vâng, anh ta đưa cho mình là 5 con linh giáo quay về để bảo vệ con giáo sĩ của mình có thể nhặt thánh tích ở trong trường hợp này. Bi cũng đã biết điều này. Vâng, Bi nhìn thấy rồi nhưng mà Bi không kịp ngăn cản. Bit cắp thành công cái thánh tích của mình đang trên đường trở về. Bi cũng đang bắt đầu ra cho mình những con sofa và những con kỹ năng của Marian để có thể chém chết con giáo sĩ ở trong tình huống đầu tiên. Vâng, con giáo sĩ của Bi, à của Bit đã lấy thành công về rồi, được cái thánh tích đầu tiên. Cái thánh tích thứ hai, và Bi đang đứng sofa và scout của mình ở đây. Cái thánh tích thứ ba, và Bi cũng đứng luôn một con sofa của mình ở đây. Bây giờ thì Bit cần phải ra thêm quân thì anh ta mới có thể nhận được cái thánh tích thứ hai nha. Ở nhà của mình thì sao? Và Bi cũng đã lên ma thành công với công trình đơn vị đồn trú Phạm Iban và xây cho mình hai cái lều cầu nguyện để có thể đi nhặt thánh tích không cho đối phương nhặt. Cái gì đây? Vâng, 5 con linh giáo được Bit đưa ra để giữ một cái thánh tích của mình ở khu vực góc 12 giờ. Bi có sofa nhưng ở thời điểm này thì đối phương đang khá đông giáo, Bi vẫn chưa thể lao vào. Giáo sĩ của Bit đang bắt đầu đưa ra khu vực giữa bản đồ để nhặt cái thánh tích ở đây. Bi đang đứng một con sofa để chúng ta hãy cùng chờ xem một tuần tình huống mà thánh chiến ai sẽ là người có lợi thế đây. Lượng quân của Bit đang có là 14, lượng quân của Bi đang có là 20. Nhưng Bi đang có 9 con cung, trong khi đó lượng kỵ trong tay game thủ Bit mới chỉ có là 2 con kỳ lạc mà thôi. Mới chỉ có 2 con kỳ lạc. Vâng, con giáo sĩ của Bit dẫm chân vào thánh địa và bay lộ cái phương hướng rồi. Lộ hướng rồi, và tất nhiên là sau khi nó lộ thì Bi phải lập tức cắt quân của mình để tóm sống cái con giáo sĩ này. Anh ta vẫn đứng những con scout ở khu vực những cái thánh tích còn lại. Bit cũng đang đưa những cái đơn vị quân của mình ra kiểm tra chớm chống vắng nạn. Vâng, bây giờ thì Bi đang bắt đầu cắp cái thánh tích trở về. Bit đang đưa kỵ của mình ra đây đứng canh cái nick để cho con giáo sĩ của mình ra nhặt. Tình huống mà anh ta muốn đi vòng để ăn trộm cái thánh tích này nhưng không thành công. Bi đã có được cho mình cái thánh tích đầu tiên trở về rồi. Anh ta chưa thể lên thánh tích ở gần nhà và Bi đang cố gắng lấy tranh cái thánh tích ở khu vực giữa bản đồ trước. Vâng, một tình huống mà con giáo sĩ của anh ta đang muốn thò chân ra khu vực cái thánh tích này để nhặt nhưng bị hai con kỵ của game thủ Bit liếm mất luôn. Vâng, bây giờ cung, ơi cung, sao kỵ mà gặp cung phải chạy này. Vâng, đang muốn trở về để cover cho cái con giáo sĩ của mình nhặt Victor này cũng nhặt thành công hay không. Vâng, rất nhiều cung được game thủ Barbie đẩy ra. Kỵ của Bit đâu rồi? Kỵ của Bit đang lang thang ở khu vực khác và mất cho mình con giáo sĩ tiếp theo đến từ vị trí của Bit. 3 lần đi lên thành tích chết cả 3 con giáo sĩ rồi. Trong khi đó, Bi có được cho mình thành tích đầu tiên. Tiếp tục là xin thêm cho mình một con giáo sĩ nữa để có thể nhặt cho mình thành tích tiếp theo. Bây giờ thì quân của anh ta đang đẩy lên trước cửa nhà của Bit. Lượng quân của Barbie đây hiện tại đang là 41. Vâng, lượng dân ăn thực bao nhiêu? 11 dân thực, 25 dân vàng. Toàn bộ dân của game thủ Barbie tập trung ra khu vực bãi vàng. Bi đang xin rất nhiều cung, như tới 30 đơn vị cung rồi. Trong khi đó Bit mới có cho mình 5 con kỵ lạng rồi. Bi rất trâu cùng anh em ạ. Tưởng rằng Bi lên 3 sẽ ra cho mình những con Muso Fali. Vâng, những con Muso Fali để chém cả kỵ lạng và chém cả linh giáo, nhưng không. Anh ta đánh rất trâu cùng. Vì có lẽ là anh ta đoán được rằng Bit không quá khỏe để sóc kỵ đâu. Và anh ta cũng không dám sóc quá nhiều kỵ.
bởi con Marian này nó chỉ cần vít một tên Musou Fali thôi là những con kỹ đắc tiền của Vít sẽ lầm xuống mà rất nhanh. Vít có chuyển thêm trường bắn hay không? Chưa thấy cái trường bắn, Vít xây thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa. Vâng, vẫn là nặng đến từ Vít thôi. Bây giờ đánh ra kẹp thêm cho mình những đơn vị Meltan. Liệu rằng Bi có ra thêm Musou Fali hay không? Hay chỉ là cung thủ kẹp với cả Sofa thôi? Vâng, Bi đang bắt đầu đẩy lên và dỉa vào những con dân của Vít. Và ba con dân của Vít đã lầm xuống. Lượng quân của Bi ở đây toàn là cung thủ thôi. Vâng, trong khi đó thì Bi có cho mình hai con kỳ lạng và ba con Meltam ở đây. Nhưng Bi vẫn đang cấu rỉa rất tốt anh em ạ. Vẫn có những tình huống cấu rỉa hết linh giáo đến từ Bi rồi. Bi hết linh giáo trong tình huống này rồi. Vâng, Bi hết linh giáo thì Bi liệu rằng có Sova kịp thời bắt quân của Bi ở đây, Bi ở đây không? Một con Sova, vâng, chỉ mang tính chất là cầm chân để cho những đơn vị cung thủ của mình có để hit and run thôi. Bi vẫn tách Sova của mình là rất khéo. Bây giờ thì Bi đang bắt đầu lấy cho mình cái thành tích thứ tư trở về rồi. 4 thành tích rồi, lượng quân của anh ta tiếp tục phung lổ, vâng, rất đông quân đến từ vị trí của game cùng Bali. Làm 18 đơn vị quân rồi, trong khi đó lượng quân của Bi mới có là 20. Quân đông gấp 3 lần so với thường, vâng, cứ cung thủ kẹp với Sova thôi. Không cần biết lên cho mình những đơn vị Musou Fali làm gì cả, chỉ cung thủ kẹp với Sova. Vâng, lấy con giáo sĩ chạy lòng vòng ở đây để câu giờ không cho Vít có thể lấy được cái thánh địa này. Thế là mày đắng cay nhỉ. Bây giờ thì cắt hai con Sova của mình ra để xử lý con linh giáo để có thêm một cái thánh địa nữa đến từ vị trí của game thủ Barbie. Anh ta đã có được bờ mua tình huống, anh ta lao Sova vào và ăn được khá nhiều dân của Vít ở khu vực này. Lượng dân của Vít hiện tại đang có là 70. Vít đang bắt đầu ra cho mình những con kỳ nhẹ, nhưng đây bây giờ thì lượng Sova của game thủ Barbie đang là khá đông. Anh ta đang có cho mình là 10 con Sova rồi, ở nhà mấy chuồng ngựa đây. Vâng, một cái chuồng ngựa mà sóc Sova đều thế nhỉ. Ở nhà của mình anh ta cũng đang bắt đầu bị quấy rối bởi những con kỳ nặng đến từ Vít. Ba cái hầm mỏ. Lượng quân của game thủ Barbie bây giờ đang là khá đông. Vậy bây giờ thì anh ta gom quân của mình vào và nấp lổ cái nhà chính phủ đến từ vị trí của Vít xây ở khu vực trước cửa nhà mình. Ở nhà của mình Vít cắm hai cái chòi để bảo vệ khu vực ruộng chính của mình. Vâng, rất nhiều dân khai thác thực đến từ vị trí của Vít ở xung quanh cái nhà Nguyễn A Chen của mình. Tuy nhiên anh ta không đưa dân của mình ra ăn vàng được ở thời điểm này. Anh ta còn một bãi vàng ở bên ngoài đã đưa ra rồi, nhưng mà liệu rằng có bảo vệ được hay không? Vít đang cố gắng vừa đập nhà chính của đối phương và vừa chờ đợi thời gian để có thể có lực lượng quân nhiều hơn. Vít bật chế độ sửa chữa khẩn cấp, và chế độ sửa chữa khẩn cấp này nó sẽ giúp cho những cái công trình tổn hại của Đức hồi 150 máu mỗi một giây và được hồi liên tục trong vòng 20 giây, tương đương việc nó sẽ hồi đến tận 3.000 máu anh em ạ. Và lượng quân của game thủ Bandi chưa đủ để có thể phá hủy được cái nhà chính phủ đến từ vị trí của Vít xây ra ở đây. Vâng, Vít nâng cấp cho mình cái bố trí phóng nào ở trong cái tiền đồn này và đặt cái thành tích vào đây khiến cho nó bắn cực kỳ xa. Một bài cầm đức lên đời bằng nhà thờ relic, nhưng Vít chỉ lấy được cho mình một cái thành tích duy nhất thôi. Thời gian cao của cái sửa công nghệ sửa chữa khẩn cấp này còn lại 40 giây, vậy là không đủ để Vít có thể sửa được cái nhà chính thứ hai của mình rồi. Bây giờ gần nhà chính thứ hai của Vít đã giúp lượng quân của Vít là 83, trong khi đó lượng quân của Bi đang là 82, trong khi đó lượng quân của Vít đang là 23. Vâng, quân đông gấp 4 lần so với đối phương rồi, nhưng cái chòi canh của Vít bắn là khá là rát. Vâng, Bi có dám nào vào không? Vâng, Bi bắt đầu đưa quân của mình vào anh em ạ. Có một con kỳ nặng ở đây. Vâng, Bi đang bắt đầu ra thêm cho mình những đơn vị Musou Fali. Đây là một tình huống mà anh ta lao thẳng những con cung. Vâng, cung thủ của Marian đã nâng cấp cho mình mũi tên tẩm độc, nó bắn cực kỳ đau vào những đơn vị quân của đối phương. Và một tình huống mà anh ta lao thẳng vào để ăn dân đối phương, mặc dù anh ta không có ra, chấp nhận là bị mất quân bởi những công trình tiền đồn và cái nhà chính của Bit bắn ra. Vâng, những con Sova khiến cho đối thủ Marian đang rất ung ngổ ở đây. Những cái đơn vị bị mất máu này ấy, anh em nhìn thấy à, nó chết à, nó bị riêng đã bị cung của con Marian bắn vào người rồi thì cứ mất máu dần thôi, không đánh nhau cũng tự bị mất máu. Và mũi tên màu tím tẩm độc rất dã man. Và bây giờ thì lượng quân của Vít còn lại là 19, trong khi đó Barry đang là 87, vẫn liên tục bắn rỉa. Vâng, anh ta cứ bắn rỉa một phát sau đó bắn sang con thứ hai, không bắn vào những đơn vị quân đỏ máu nhá. Đấy chính là cách chơi của những đơn vị cung thủ của Musou Fali. Con nào đỏ máu bắn rồi không bắn nữa. Vâng, Vít ra cho mình một cái máy bắn đá, nhưng bây giờ thì anh ta không có quân để cover con bắn đá của mình, trong khi đó lượng số 3 của Vi đang rất đông ở đây. Vâng, lén được phát thứ hai và coi mạng đến từ vị trí của Vít ở trong tình huống này. Bây giờ lượng quân của Vi đang là 85, trong đó Vít đang là 9. Vâng, quân của Vi vẫn cứ thôn
vẫn bây giờ bắt lốt con kỹ năng của Beat ở đây, và ta sẽ dồn quân lên một cách liên tục. Trong khi đó vâng, Beat đang không có quá nhiều nhà quân để có thể là ra cho mình một lượng quân đủ để thủ nhà. Beat đang mài tay, vâng bây giờ tình huống mà bắt đầu đưa cung của mình vào rỉa dân đến vị trí của game cùng 3DB rồi, rỉa dân thôi. Lượng quân của Bi bây giờ nó là quá đông so với Bi định rồi. Vâng, xong rất nhiều cung anh em, bây giờ có cả cho mình những đơn vị Musou Valley. Musou Valley nó lao lên, nó chém Merata thôi rồi, lượng mơ em ạ. Đam tay của nó là 10 và nó được cộng thêm 15 với những con kỹ năng hoặc là những đơn vị Merata. Vâng, bắn đá lẻ loi đến từ vị trí của Bi xin ra nhưng không có gì để cover, không có quân để có thể cover cho bắn đá của mình để ngăn cản những đơn vị cung của game thủ 3DB đẩy vào quá sâu. Bây giờ thì quân của game thủ 3DB ngã nghễ đứng ở trong nhà chính của Beat để có thể tỉa dân. Lượng dân của Beat tụt xuống con số là 518, chui toàn bộ vào trong nhà chính tại những cái tròi canh của mình. Và lượng quân của anh ta lở ra là không kịp và tỷ số được mở ra dành cho game thủ 3DB ở trong ván đấu đầu tiên khi cầm cho mình con Malian sát thủ. Vâng, một bài trộm chó đẳng cấp đến từ vị trí của game thủ 3DB mà chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể làm theo anh em ạ. Không thể làm theo được cái bài trộm chó này vì nó quá nguy hiểm luôn. Lối chơi của game thủ 3DB thật sự là khiến anh em trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng mà muốn học theo thì nó khó như lên rời. Điều scout như vậy chứ lại...